Trong nhóm nhạc K-pop, nhóm trưởng được xem là người có quyền lực bậc nhất. Ngoài ra vẫn tồn tại thành viên khác đóng vai trò quan trọng không kém. Họ sở hữu khiếu quan sát tinh tế, luôn kịp thời bên cạnh giúp đỡ đồng đội của mình. Điều này giúp mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm nhạc ngày càng thân thiết hơn. Jeongyeon Twice. Thành viên Jeongyeon được xem là người giữ nhiệm vụ đặc biệt của Twice. Cụ thể, tại những buổi concert hay fanside, các cô nàng nghe JYP thường diện mẫu quần cạp trễ, khoe vòng eo thon gọn. Vì thế, Jeongyeon sẽ luôn kịp thời có mặt, kìm hãm sự quyến rũ của dàn mỹ nhân Twice, nhắc nhở để họ không gặp phải tình huống hớ hên trước fan. Lần khác, khi các cô nàng nhà JYP cùng ngồi bệ trên sàn, Jeongyeon nhanh chóng phát hiện Sana đang loay hoay do mặc váy ngắn. Cô nàng liền không ngần ngại nhường chăn của mình cho Sana. Hành động tinh tế này khiến Sana vừa ngại ngùng vừa cảm động. Người hâm mộ cũng khen ngợi Jeongyeon hết lời. J-Hope BTS. Không phải ngẫu nhiên mà dân tình gọi J-Hope là chung đội trưởng. Vì đảm nhận chức main dancer nên nam thần tượng luôn nghiêm khắc với đồng đội mỗi khi luyện tập vũ đạo. Tiếp đó, trong hậu trường mỗi buổi diễn, J-Hope cũng sẽ không quên nhắc nhở hướng dẫn vị trí xuất hiện cho từng thành viên. Điều này giúp BTS hoàn thành vũ đạo suôn sẻ, tạo nên những màn trình diễn chỉnh chu. Trước sự nhiệt tình này, J-Hope được người hâm mộ gọi là trưởng nhóm thứ hai của BTS. Jennie Blackpink. Ngay từ khi công ty YG Entertainment thành lập Blackpink, mỗi cô gái đã đảm nhận một vai trò riêng, có phong cách riêng, không ai trùng lập với ai. Rose là giọng ca chính, Jennie làm rapper, Lisa là vũ đạo, còn Jisoo là visual. Thậm chí netizen còn đồn đoán rằng Myeon Shi Idol sở dĩ rời công ty YG Entertainment ngay trước khi Blackpink debut là vì ngoại hình khí chất Myeon khá giống với Jisoo, trong khi tiêu chí của Blackpink là mỗi người đều có hình ảnh riêng biệt. Chính vì thế mà netizen Hàn từng tranh luận sôi nổi xem ai xứng đáng là nhân vật nổi bật nhất Blackpink, là cô gái không thể thiếu trong nhóm. Mỗi thành viên Blackpink đều là gương mặt đại diện cho một vài nhãn hiệu thời trang đình đám, nhưng ai mới xứng đáng là người tiêu biểu nhất cho nhóm của mình. Tuy rằng Jisoo, Jennie, Rose hay Lisa đều nổi tiếng và có lượng fan đông đảo như nhau, thành công ngang nhau, nhưng cư dân mạng đồng lòng cho rằng Jennie chính là cô gái không thể vắng mặt trong đội hình Blackpink. Ngoài những kỹ năng cần thiết của một idol như nhảy ổn, hát được, thì Jennie lại sở hữu một thứ không phải cứ luyện tập là có, thần thái. Quả thực, Jennie chẳng là cô gái có vóc dáng chuẩn nhất hay gương mặt xinh đẹp nhất trong nhóm. Nhưng trong mỗi lần xuất hiện, Jennie luôn nổi bật thu hút nhất. Đó là nhờ thần thái sang chảnh, cuốn hút, ánh mắt sắc sảo ấn tượng, cùng gu thời trang đỉnh cao, mặc gì cũng thấy đẹp. Chưa kể Jennie còn biến hóa cực đa dạng, cần ngọt ngào đáng yêu hay sắc sảo lạnh lùng đều cân được hết. Chính vì thế mà netizen đều công nhận Jennie quả xứng là gương mặt thương hiệu của Blackpink, là cái tên mà khán giả nhắc đầu tiên khi nghe đến Blackpink. Ngày trước, Jennie từng bị chỉ trích rất nhiều khi được công ty YG ưu ái ra mặt, luôn được diện trang phục nổi bật nhất nhóm. Nhưng giờ đây, netizen lại công nhận YG Entertainment quá sáng suốt khi chọn Jennie để tập trung quảng bá trong thời kỳ Blackpink mới debut, rất cần một nhân tố đặc biệt để khán giả chú ý. Chưa kể, Jennie còn là một trong những thần tượng có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt. Chính vì thế, cô nàng thường xuyên ở bên cạnh và giúp đỡ Jisoo trong việc học tiếng Anh. Những lúc chị cả phát âm sai, Jennie sẽ ân cần nhắc nhở. Vì Blackpink không có trưởng nhóm, nên Jennie cũng đóng vai trò rất quan trọng. Theo đó, nữ thần tượng chính là thành viên quyết định chủ chốt trong mọi công việc của Blackpink. Eugene Ive. Trước đây, Eugene giữ vai trò thành viên của nhóm Ashwan. Vì vậy, khi ra mắt cùng Ive, dân tình lo lắng liệu cô nàng có thể làm trưởng nhóm tốt hay không. Chính Eugene cũng chia sẻ, về việc được trở thành leader của Ive là động lực vô cùng to lớn đối với em. Khi còn hoạt động với Ashwan, em là magnet nên có thể dựa dẫm vào các chị lớn. Vô hình chung, em cảm thấy mình có thể làm những gì mình muốn và để thay đổi suy nghĩ đó thật sự không dễ dàng. Thế nhưng, trong video đăng tải cách đây không lâu, người hâm mộ đã có dịp chứng kiến khoảnh khắc Eugene ra dáng một trưởng nhóm bản lĩnh. Cô nàng tận tình hướng dẫn vũ đạo cho các thành viên. Ở những đoạn động tác chưa đều, nữ idol sẽ nhẹ nhàng chỉnh sửa từng người để có được màn trình diễn đẹp mắt nhất. Xem qua video, dân tình nhận xét Eugene đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời hoạt động cùng Ashwan. Có thể thấy, nhờ vào tinh thần trách nhiệm của các thành viên mà công việc trong nhóm diễn ra suôn sẻ, điều đó tạo cơ hội và động lực cho nhóm nhạc ngày càng phát triển.